và các bạn đến với chương trình Còn Mãi Thanh Xuân, chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai phối hợp với Hội Người Cao Tuổi tỉnh, Hội Người Cao Tuổi thành phố Lào Cai thực hiện. Và hy vọng rằng mới 30 phút của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những đội chơi rất là thú vị, được gặp gỡ và trao đổi những câu chuyện rất là hay trên sân khấu của chương trình Còn Mãi Thanh Xuân. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón đội sẽ tham gia đầu tiên trong chương trình hôm nay. Đó là đội Làng Chèo đến từ câu lạc bộ Liên Thế Hệ Tự Giúp Nhau, xã Cốc San, thành phố Lào Cai. Chào ban giám khảo, chào khán giả đang theo dõi trên màn hình. Hôm nay chúng tôi đến học hỏi và giao lưu. Tôi, đội trưởng đội Làng Chèo, đi cùng đồng hành với bạn tôi. Tôi là Thạch Thị Nê, 65 tuổi, là thành viên của đội Làng Chèo. Dạ vâng ạ, cháu xin chào các cô ở đội Làng Chèo. Cháu xin được chào cô Lan, cô Lê ạ. Để chuẩn bị đến với chương trình Còn Mãi Thanh Xuân thì các cô đã có cái thời gian luyện tập bên nhau lâu chưa ạ? Và vâng, chúng tôi thì đã chuyển tập với nhau cũng lâu lâu rồi ấy. Dạ vâng, cháu hy vọng là với sự luyện tập của mình cùng với những tràng vỗ tay của các khán giả đang có mặt tại trường quay thì hai cô sẽ tự tin bước vào các cái phần thi Còn Mãi Thanh Xuân hôm nay rất là vui vẻ và thành công ạ. Cháu cảm ơn hai cô. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm quen với đội Hoa Mơ đến từ câu lạc bộ Văn Nghệ, Hội Người Cao Tuổi, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai. Ai về du lịch Lào Cai, giao lưu cùng với đội Hoa Mơ tuổi vàng. Đội Hoa Mơ chúng tôi xin được tự giới thiệu, tôi là Phạm Thị Bình, 68 tuổi. Đến cuộc thi, tôi xin kính chào ban cố vấn cùng tất cả khán giả. Tôi Phạm Thị Bản, 69 tuổi. Tôi đến từ câu lạc bộ Văn Nghệ, Hội Người Cao Tuổi, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai. Xin kính chúc ban cố vấn, quý vị khán giả và tất cả các bạn chơi trong trường quay lời chúc sức khỏe, an khang, hạnh phúc. Chúc chương trình thành công tốt đẹp. Vâng, cháu xin được chào cô Bình, cô Bản ạ. Đến với sân khấu Còn Mãi Thanh Xuân hôm nay thì các cô có thể tặng khán giả truyền hình một vài câu hát nào đó mà ở câu lạc bộ các cô hay sinh hoạt, hay là một vài vần thơ nào không? Dàn bom ăn giờ thét gào, dù thân thể triền miên mang đầy thương tích, dù xa cách hai ngả đường chiến dịch, ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng mơ. Vâng, cháu xin được cảm ơn hai cô rất là nhiều ạ. Vâng, những lời hát của các cô đã làm không khí của trường quay vui hơn rất nhiều. Và hy vọng rằng đây cũng là niềm vui xuyên suốt của chương trình Còn Mãi Thanh Xuân ngày hôm nay. Cháu xin được cảm ơn các cô ạ. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa cùng hai đội trải qua màn chào hỏi rất là ấn tượng đúng không ạ? Và trong chương trình Còn Mãi Thanh Xuân thì hai đội sẽ lần lượt trải qua ba phần thi rất là hấp dẫn. Đó là phần thi sức khỏe vàng, phần thi ký ức vui vẻ và phần thi trẻ mãi không già. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào phần thi đầu tiên của chương trình, phần thi có tên gọi sức khỏe vàng. Ở phần thi này thì chương trình sẽ đưa ra những câu hỏi trắc nghiệm về sức khỏe, dinh dưỡng, các bệnh lý tuổi già. Hai đội chỉ được bấm chuông giành quyền trả lời khi MC đã dứt hiệu lệnh. Đội nào bấm chuông trước sẽ phạm quy và mất quyền trả lời. Mỗi câu trả lời đúng được 20 điểm. Các cô đã rõ thể lệ của phần thi này chưa ạ? Rõ ạ. Dạ vâng. Chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bệnh rối loạn tiền đình. Ở phần thi này thì bác sĩ Nguyễn Thị Thu, nguyên giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Sở Y tế tỉnh Lào Cai sẽ đồng hành cùng với hai đội chơi. Xin mời bác sĩ. Xin chào hai đội chơi Hoa Mơ và Làng Chèo, hai cái tên rất là ấn tượng với lại chương trình Còn Mãi Thanh Xuân. Chúc các chị hãy bình tĩnh, tự tin và chiến thắng. Xin cảm ơn ạ. Và hai đội đã sẵn sàng rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước vào phần thi sức khỏe vàng với câu hỏi đầu tiên. Hãy nêu các dấu hiệu của bệnh rối loạn tiền đình mà ông bà biết. Xin mời hai đội. Cháu xin mời các cô bộ Làng Chèo. Vâng, tôi xin giải đáp câu hỏi như sau. Chóng mặt, quay cuồng, choáng váng, hoa mắt, mờ mắt, ù tai, mất thăng bằng, vã mồ hôi, cảm giác sợ ngã. Dạ vâng, cháu mời bác sĩ Thu ạ. Vâng ạ, chúc mừng đội Làng Chèo đã giành được phần trả lời của mình. Nội dung của dấu hiệu bệnh rối loạn tiền đình đã chính xác. Đây là các dấu hiệu lâm sàng của bệnh rối loạn tiền đình. Là một bệnh rất hay gặp ở người trưởng thành, đặc biệt là người cao tuổi. Và đây là các dấu hiệu lâm sàng. Tuy rằng các dấu hiệu này cũng chưa ảnh hưởng gì đến sự trầm trọng của sức khỏe. Tuy nhiên, nếu có các dấu hiệu này kèm theo với gì ạ?
đau đầu đột ngột, mệt mỏi, giảm trí nhớ, giảm nghe và run rẩy chân tay thì chúng ta cần phải đến cơ sở y tế để khám. Bác sĩ sẽ cho hướng điều trị cụ thể, bởi vì kèm theo các dấu hiệu này là dấu hiệu đã chuyển biến bệnh của mình nặng hơn. Xin hết ạ. Vâng, xin được chúc mừng đội Làng Chèo đã đạt 20 điểm đầu tiên ở phần thi Sức Khỏe Vàng ạ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai của phần thi Sức Khỏe Vàng. Hãy nêu nguyên nhân gây bệnh rối loạn tiền đình. Chọn các phương án đúng sau đây. A. Do thiếu máu lên não. B. Do căng thẳng stress và chứng đau nửa đầu. C. Do mắc các bệnh mãn tính. D. Tất cả các nguyên nhân trên đều sai. Xin mời hai đội. Vâng, đội Làng Chèo đã phạm quy rồi ạ. Và câu hỏi này sẽ thuộc về đội Hoa Mơ trả lời. Cháu xin mời các cô đội Hoa Mơ ạ. Thứ nhất là do hiện tượng thiếu máu lên não, hay còn gọi là thiểu năng tuần hoàn não. Thứ hai là căng thẳng, stress và đau nửa đầu là hai nguyên nhân chính dẫn đến bệnh rối loạn tiền đình. Vâng, cháu mời bác sĩ Thu ạ. Vâng ạ, chúc mừng đội Hoa Mơ đã có một đáp án hoàn toàn chính xác. Đây là các cái dấu hiệu gây tổn thương thần kinh, trong đó có dây thần kinh số 8. Dây thần kinh số 8 hay còn gọi là dây tiền đình. Dây này thì có hai chức năng. Thứ nhất là chức năng nghe, có nghĩa là khi mà ai mà bị bệnh rối loạn tiền đình thì cũng dễ dẫn đến gì ạ? Rất là khó nghe mà còn gọi là điếc đấy ạ. Và chức năng thứ hai là chức năng thăng bằng. Vì vậy khi mà tổn thương dây thần kinh này thì sẽ bị gì ạ? Dẫn đến tiền đình sẽ không nhận được các thông tin chính xác mà sẽ dẫn đến hiện tượng gì ạ? Chóng mặt hoặc là dẫn đến các cái sai về các cái rối loạn tiền đình của mình. Xin hết ạ, xin chúc mừng đội Hoa Mơ ạ. Vâng, xin được cảm ơn những thông tin mà bác sĩ Thu đã đưa ra và xin được chúc mừng đội Hoa Mơ đã đạt được 20 điểm ở phần thi Sức Khỏe Vàng. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 3 ở phần thi này. Với các nguyên nhân trên, theo ông bà cần phải làm gì để phòng tránh và giảm các triệu chứng của rối loạn tiền đình? Xin mời hai đội. Vâng, cháu xin mời các cô ở đội Hoa Mơ ạ. Vâng, để phòng ngừa một số các cái triệu chứng và bệnh kiểu rối loạn tiền đình, chúng ta một là phải có cái chế độ luyện tập phù hợp và thường xuyên. Thứ hai là có cái chế độ sinh hoạt lành mạnh để nâng cao sức khỏe. Cái thứ ba là giảm các cái chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá. Thứ bốn là không lo nghĩ và căng thẳng. Xin hết ạ. Dạ vâng, cháu xin mời bác sĩ Thu ạ. Dạ vâng, chúc mừng đội Hoa Mơ. Khi mà bị rối loạn tiền đình thì cách phòng như chị vừa đưa ra là hoàn toàn chính xác. Và thêm vào đấy nữa là chúng ta, đối với cái người mà chưa bị rối loạn tiền đình thì chúng ta nên là gì ạ? Tập buông bỏ, có nghĩa là không nghĩ ngợi. Tất cả ở tuổi này bây giờ chúng ta đều hãy sống cho mình, phải không ạ? Thế còn khi mà đã bị rối loạn tiền đình rồi thì chúng ta nên cẩn thận các vấn đề như sau. Thứ nhất là không quay nghiêng ngửa đột ngột. Ví dụ như chúng ta có cái tình trạng là ai mà gọi đột xuất thì chúng ta hay giật mình, quay đột ngột như thế thì cái cơn rối loạn tiền đình nó xảy ra rất là nhanh. Thứ hai nữa là khi mà đi trên xe ô tô, phải không ạ, thì chúng ta không nên đọc báo hoặc là xem điện thoại. Đây là một cái tình trạng mà tôi thấy hiện tại đang rất nhiều. Đi xe nhưng vẫn xem thì triệu chứng của cái dấu hiệu tiền đình nó càng căng thẳng hơn. Một vấn đề nữa là gì ạ? Khi mà rối loạn tiền đình rồi thì chúng ta nên tập luyện và đặc biệt là phải cảnh giác. Khi mình đã có bệnh này rồi thì cảnh giác vấn đề gì ạ? Tham gia giao thông. Khi tham gia giao thông mà bị bệnh này mà chúng ta vẫn cố tình đi xe máy hoặc là đi lại, phải không ạ? Thì cũng dễ bị ngã. Đặc biệt nữa là nếu như có bệnh thì chúng ta cần phải đến bác sĩ để được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời. Xin hết ạ. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Thu. Xin được chúc mừng đội Hoa Mơ đã đạt thêm 20 điểm ở phần thi này ạ. Xin chúc mừng các cô. Trong phần thi Sức Khỏe Vàng hôm nay thì đội Hoa Mơ đã đạt được 40 điểm ở phần thi này và đội Làng Chèo đã đạt được 20 điểm ở phần thi này. Cháu xin được chúc mừng cả hai đội ạ. Chúng ta sẽ cùng hai đội bước vào phần thi tiếp theo của chương trình, phần thi Ký ức vui vẻ. Chương trình sẽ đưa ra những hình ảnh gợi ý về những đồ vật, sự việc, hiện tượng liên quan đến ký ức xưa.
Hai thành viên trong đội sẽ cử một người nhìn hình ảnh và diễn đạt bằng ngôn ngữ cử chỉ hành động về đồ vật, sự việc, hiện tượng đó. Thành viên còn lại sau khi nghe gợi ý sẽ đưa ra đáp án. Với mỗi hình ảnh gợi ý, hai đội sẽ có một phút để vừa diễn đạt vừa trả lời. Trong quá trình diễn đạt, không được dùng từ đã có trong đáp án đưa ra. Nếu phạm quy sẽ bị mất quyền trả lời câu hỏi đó và không được tính điểm. Mỗi câu trả lời đúng được 20 điểm. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với phần thi ký ức vui vẻ. Và ở phần thi này thì đội Làng Chèo sẽ tham gia đầu tiên. Cháu mời các cô vào vị trí ạ. Đội Làng Chèo đã sẵn sàng và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với hình ảnh đầu tiên dành cho đội Làng Chèo. Ngày xưa ta hay dùng cái lồi... Vâng ạ, à, cô Lê ở đội Làng Chèo đã phạm quy ạ. Cháu mời cô Lan sẽ nhìn hình ảnh của đội mình. Đây là hình ảnh của chiếc nồi gang ạ. Vâng, khi mà nhìn ảnh về chiếc nồi gang này thì có gợi cho cô Lan điều gì không? Cháu mời cô ạ. Vâng, cái nồi gang này rất là quen thuộc với những nhà hàng họ hay nấu bánh để làm bánh cuốn. Vâng ạ, dạ vâng. Nhà mình thì có dùng chiếc nồi gang này không cô? Vâng, có. Cháu rất muốn nghe một cảm xúc của các cô đến từ đội Hoa Mơ về chiếc nồi gang này ạ. Ngày trước ấy thì nói chung là nhà nào hầu như là cũng dùng cái nồi gang này. Cô khẳng định một điều như thế bởi vì làm sao? Thứ nhất là cái nồi gang này nấu cơm rất là ngon. Hai nữa là cái chế ở cái nồi gang này ăn cũng rất là tốt. Đấy, cho nên là chúng ta là nó có thành ký ức của mọi người. Vâng. Rất là thân thuộc đúng không ạ? Dạ vâng, cháu xin được cảm ơn những chia sẻ của các cô. Và ở hình ảnh đầu tiên này thì đội Làng Chèo đã chưa ghi được điểm. Và chúng ta sẽ cùng đến với hình ảnh tiếp theo dành cho đội Làng Chèo ạ. Ngày xưa ấy, là ta cứ dùng cái bếp phải đổ chất lỏng vào. Cô ơi, cô lại bị phạm quy rồi. Cô Lê ở Làng Chèo ạ, có từ bếp ạ. Vâng, cháu xin được hỏi các cô ở đội Hoa Mơ ạ, các cô đã dùng bếp chấu bao giờ chưa ạ? Cô đã nhìn thấy bếp chấu ở xung quanh mình chưa? Cái này là các cô cũng dùng rồi. Dạ vâng ạ. Bếp chấu các cô cũng dùng rồi, còn có thể là thay cái chấu bằng cái mùn cưa cũng đã dùng vào đấy rồi. Dạ vâng ạ. Vâng. Thế này cái này này cũng thông dụng rồi. Và dạ vâng. Ở hình ảnh thứ hai thì đội Làng Chèo cũng chưa ghi được điểm ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với hình ảnh cuối cùng dành cho đội Làng Chèo. Có hai từ mà bằng danh. Hình ảnh này từ đội Làng Chèo cũng chưa ghi được điểm ạ. À, vâng ạ, nhưng mà có thể là qua những hình ảnh này, qua nhà tranh, qua bếp chấu, qua nồi gang thì cháu nghĩ là cũng đã đưa chúng ta trở lại ký ức. Nhà tranh này thì cháu nghĩ là nó rất là thân thương với mỗi người. Cô đã bao giờ ở trong một cái mái nhà như thế này chưa ạ? Vâng, ngày xưa là có cụ mới là nhà nào cũng là sử dụng những ngôi nhà và có mái nhà tranh như này ạ. Dạ vâng ạ. Nên là nhìn là rất là thân thương, quen thuộc đúng không cô? Vâng. Dạ vâng. Thế thì bây giờ mà nhìn lại thì cô thấy nhớ điều gì nhất ạ khi mà nhìn cái mái nhà tranh? Bây giờ nhìn lại thì tôi rất là ấn tượng với cái ký ức ngày xưa. Dạ vâng ạ. Cháu cảm ơn cô Lan đã chia sẻ và chúc mừng hai cô đã hoàn thành xong phần thi này. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với đội Hoa Mơ. Các cô sẽ mang những cảm xúc như thế nào trên sân khấu của Còn Mãi Thanh Xuân với phần thi ký ức vui vẻ? Cháu xin mời hai cô vào vị trí ạ. Vâng, hai cô đã sẵn sàng rồi chứ ạ? Sẵn sàng. Dạ vâng. Hình ảnh đầu tiên dành cho đội Hoa Mơ ạ. Một từ gồm có 3 tiếng. Và ở trên đầu sông Hồng, chỗ ngã ba sông Hồng ấy, mà để giữa bên này với lại bên Lào Cai đấy, có một cái để đi qua đấy. Cầu. 3 từ. Cầu Cốc Lếu. Cháu mời cô quay trở lại nhìn hình ảnh của đội mình. Vâng, vậy thì cô có thể chia sẻ là ngày xưa thì cái cầu Cốc Lếu này như thế nào và đến giờ thì cô thấy như thế nào trong trái tim cô khi mà cô nhìn chiếc cầu Cốc Lếu ạ? Có thể nói là cái giai đoạn đầu thì cực kỳ khó khăn và nếu mà đi từ bên Cốc Lếu sang Lao Cai thì chúng ta phải đi phà và đi đò. Thế cho nên sau khi xây dựng được cây cầu Cốc Lếu, đấy là cái niềm vui, là cái phương tiện giao thông thuận lợi để tạo điều kiện cho người dân có thể nói là đi lại thuận tiện, giao thông thuận tiện và tất cả các cái giao thương từ các tỉnh và của Việt Nam và Trung Quốc. Một lần nữa thì xin được chúc mừng đội Hoa Mơ đã đạt được 20 điểm đầu tiên ở phần thi ký ức vui vẻ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với hình ảnh thứ hai dành cho đội Hoa Mơ. Ở đây có 3 từ.
mà chúng ta đi tàu hỏa từ đây về Hà Nội thì bắt đầu chúng ta vào đấy để lên tàu thì gọi là gì? Ga ba từ. Ga Lào Cai. Khi mà nhìn thấy ga Lào Cai thì cô thấy thế nào ạ? Thực tế trước đây chúng ta lưu thông chủ yếu là bằng để đi tàu hỏa. Đến bây giờ mới được đi đường cao tốc thuận lợi hơn, nhưng mà nó gắn rất nhiều kỷ niệm, đặc biệt là những cái thời kỳ bao cấp có rất nhiều kỷ niệm. Thí dụ như là đi mua một tấm vé để đi tàu hỏa thì rất khó khăn. Thế và thậm chí là những cái dịp lễ Tết thì có lẽ là chúng ta phải ngồi những toa đen rất là vất vả. Chỉ nói thật là những cái kỷ niệm rất là đáng nhớ và không thể nào quên những năm tháng đã để lại những kỷ niệm. Và xin được chúc mừng đội Hoa Mơ đã đạt được 20 điểm tiếp theo ở phần thi Ký ức vui vẻ. Xin được chúc mừng các cô. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với hình ảnh cuối cùng dành cho đội Hoa Mơ. Xin mời hình ảnh. Có ba từ, nơi mà để chúng ta mua bán là cái khu đấy người ta gọi là gì? Dùng để mua bán trao đổi hàng hóa đấy. Chợ Cốc Lếu. Cháu rất muốn được các cô ở đội Hoa Mơ có thể chia sẻ với chúng cháu về chợ Cốc Lếu của ngày xưa thì như thế nào ạ? Vâng, cháu xin mời các cô ạ. Chợ Cốc Lếu ngày xưa có thể nói rằng là nó rất là sơ sài, đơn giản, và đặc biệt là các đồng bào dân tộc vùng cao, người ta đi ngựa thồ có khi đến từ tối hôm trước, và những dân đồng bào dân tộc vùng cao người ta thường là đến từ hôm trước rồi là người ta ngủ lại đấy để hôm sau họp chợ. Nói chung là rất là sơ sài, đơn giản nhưng đậm cái chất của người dân vùng núi Tây Bắc. Thì được chúc mừng đội Hoa Mơ đã đạt được 60 điểm ở phần thi Ký ức vui vẻ ạ. Cháu xin được chúc mừng các cô ạ. Chúng ta vừa cùng hai đội làng chèo vào Hoa Mơ trải qua phần thi Ký ức vui vẻ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng hai đội bước vào phần thi tiếp theo của chương trình, phần thi Trẻ Mãi Không Già. Ở phần thi này, mỗi đội có thể lựa chọn các tiết mục hát, múa, khiêu vũ, tiểu phẩm. Đội chơi có quyền được mời thêm các thành viên khác tại các câu lạc bộ hoặc hội người cao tuổi nơi đội thi đang sinh hoạt. Mỗi tiết mục sẽ không được quá 5 phút. Điểm tối đa trong phần thi này là 100 điểm. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của các cô ở trong đội làng chèo với tiết mục Mùa Xuân Trẻ Hội Làng Chèo, một sáng tác của Văn Liên với phần thể hiện của cô Thạch Thị Lê và tốp múa. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Đội làng chèo lời ca tiếng nhạc dập dìu thiết tha, ở gần người này ở xa cùng nhau chảy hồi hoan ca điều chèo. Ngày xuân đi đàn chim én bay về mang hơi ấm trên quê hương hoa đào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đội Làng Chèo đã thể hiện xong phần thi Trẻ Mãi Không Già, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi phần thi của đội Hoa Mơ với tiết mục Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ, một sáng tác của Bảo Trung với sự thể hiện của cô Kim Bích và Túc Múa. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Trái khối ngu ghê.
Sau đây thì xin mời cố vấn chương trình nhà sản xuất âm nhạc Hồ Đình Kế sẽ lên có những lời chia sẻ với hai đội. Cháu xin chào các cô của hai đội Làng Chèo và Hoa Mơ. Cháu xin chúc mừng các cô đã hoàn thành rất là tốt phần thi của mình. Sau đây thì thay mặt cho ban cố vấn, cháu xin có một vài điều chia sẻ với các cô như sau về phần thi này. Thưa các cô, với phần thi Trẻ Mãi Không Già thì các đơn vị, các mỗi đội tham gia là một tiết mục văn nghệ. Thì với phần thi của đội Làng Chèo, tiết mục chèo của đội Làng Chèo thì cháu thấy là các cô cũng đã rất là làm tốt phần thi của mình. Các cô đã có đầu tư khá nhiều về trang phục, rồi là phần biểu diễn các cô cũng rất là trau chuốt. Các cô người hát thì có một giọng hát khá là ấm áp, mượt mà, rất là duyên dáng. Các cô đã thể hiện sự ăn ý với nhau tương đối tốt trong phần thi của mình. Đó, phần trang phục thì cũng rất là đẹp, rất là phù hợp với phần thi của mình. Để tốt hơn thì cháu xin phép được chia sẻ về điều như sau. Thứ nhất là chúng ta cô hát ấy ạ, thì về phần trang phục nhá, thì cố gắng là chúng ta có hai đối tượng riêng biệt là hát và múa. Thì cháu muốn là lần sau các cô chú ý là các cô hát, cái cô hát ấy là phải một bộ quần áo khác để nó làm rõ phần giữa hát và múa ra. Một điểm nữa lưu ý các cô là với người hát cũng vậy thôi, thì cố gắng là chúng ta có đối tượng là khán giả. Thì cháu muốn là cô phải có những cái làm giao lưu với khán giả này và làm chủ hơn phần diễn của mình. Cháu thấy là cô hát chưa tự tin lắm. Đó, hát rất là hay rồi nhưng mà cháu muốn là phải phong thái, nó phải tự tin hơn. Đó, mình phải biết giao lưu cả với khán giả nữa. Đó là cái mà cô lưu ý hơn. Đó là những cái phần diễn của mình. Với tiết mục Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ, đội Hoa Mơ, thì cháu thấy đây là một phần trình diễn rất thuyết phục, rất là ấn tượng. Các cô đã làm sáng bừng cả trường quay, làm cho người thưởng thức cảm thấy rất là mãn nguyện với phần diễn của các cô. Cô hát chính, từ người hát chính đến đội ngũ phụ họa, đó là một hệ thống rất là ăn ý, rất là đầu tư, rất là bài bản. Chào cảm ơn các cô. Cố vấn chương trình, nhà sản xuất âm nhạc Hồ Đình Kế rất là vui khi mà xem hai tiết mục với những cái hương sắc khác nhau nhưng mà đều mang lại cho chúng ta rất là nhiều cảm xúc, và chính vì vậy mà trong cái lời nhận xét về hai đội cũng đầy tâm huyết ạ. Cảm ơn cố vấn chương trình Hồ Đình Kế rất là nhiều. Ở phần thi này thì đội Làng Chèo đã được 85 điểm. Xin được chúc mừng các cô ạ. Với số điểm 90 điểm là điểm của đội Hoa Mơ ạ. Cháu xin được chúc mừng các cô ạ. Và với 90 điểm thì đội Hoa Mơ là đội đã đạt giải tiết mục ấn tượng trong chương trình Còn Mãi Thanh Xuân hôm nay với tiết mục Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ. Xin được chúc mừng đội Hoa Mơ. Và ngay sau đây xin được mời cố vấn chương trình nhà sản xuất âm nhạc Hồ Đình Kế sẽ lên trao giải ấn tượng cho đội Hoa Mơ. Xin được cảm ơn cố vấn chương trình Hồ Đình Kế và xin được chúc mừng đội Hoa Mơ. Và với tổng số điểm 105 điểm, đội Làng Chèo đã đạt giải nhì trong chương trình Còn Mãi Thanh Xuân hôm nay. Và ngay sau đây xin mời cố vấn chương trình bác sĩ Nguyễn Thị Thu sẽ lên trao giải nhì cho đội Làng Chèo. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Thu và xin chúc mừng đội Làng Chèo. Và với 190 điểm, chúng ta cùng chúc cho đội Hammer đã đạt giải nhất trong chương trình Còn Mãi Thanh Xuân hôm nay. Và ngay sau đây xin mời cố vấn chương trình nhà sản xuất âm nhạc Hồ Đình Kế sẽ lên trao giải nhất cho đội Hoa Mơ. Xin được cảm ơn cố vấn chương trình Hồ Đình Kế và xin được chúc mừng đội Hoa Mơ ạ. Cháu xin được chúc mừng
Các cô ạ, và cảm ơn các cô đã đến với chương trình Còn Mãi Thanh Xuân, và cháu hy vọng là chương trình Còn Mãi Thanh Xuân thì hôm nay cũng sẽ mang lại cho các cô rất là nhiều niềm vui và kỷ niệm ạ. Và tới đây thì chương trình Còn Mãi Thanh Xuân của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai cũng xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.